Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm và bạn Thái và đặc biệt là anh Hải Sapa TV đang có mặt tại một nơi mà rất là đặc biệt luôn các bạn. Bây giờ Diễm xin dừng lại đây, đố các bạn ở đây là ở đâu? Diễm thấy có quen không? Đố Hải đây là đâu? Tân Quốc Tuấn. Dạ đúng rồi. Mình đang nhờ các em đi mua, anh em các em đưa mình đi để mua một cái xe chuyên về chở thắng cố, gà đen với là một con xe mà chở thịt trâu gác bếp từ vào Sài Gòn các bạn ơi. Đi ship toàn quốc anh em ạ. Thực ra là hôm nay mình dẫn anh Hải đi gặp chủ tịch, nhưng mà không phải là chủ tịch ở Sapa mà là chủ tịch ở Biên Hòa Đồng Nai, đó là chủ tịch Sương. Thì bây giờ là mình sẽ đi vào bên trong để xem là chủ tịch Sương đang làm gì bên trong nhé các bạn. Trưa nay thì anh em mình sẽ đi ăn một nhà hàng có phong cách đậm chất miền Tây ở Biên Hòa Đồng Nai luôn. Nói đợt này chỉ quá nhiều xe luôn này. Nắng quá các bạn ạ. Bây giờ mình đi vào bên trong mình gặp chị Sương nha. Xem là hôm nay chị Sương đang làm gì. Nãy giờ mình chưa vào trong luôn. Anh Hải thấy chỗ này như thế nào anh Hải? Xe tải nhỉ? Hả? Anh có tính mua một chiếc về chở thịt trâu các bếp không? Chở với em này. Chở trâu các bếp luôn này. Bây giờ là phải gửi xe thôi. Thì bây giờ có xe là đánh từ ngoài chỗ anh đi vào thẳng chỗ này luôn. Mình tiết kiệm chi phí hơn ha. Thương vụ bạc tiền. Khép. Chị ơi. Giờ anh Hải vào làm chủ tịch. Có chủ tịch đâu? Dạ, chủ tịch. À, chào bạn Linh, hôm nay rất là cute luôn các bạn ạ. Em có biết ai Linh, có biết ai đây không? Dạ em biết. Ai? Dạ, anh Hải Sapa TV. Ba em là ngày nào cũng coi anh Hải hết á. Nhưng mà Linh có xem không? Dạ, em thì không thường xem YouTube nhiều. Mà ba của em là lúc nào cũng coi, đi làm về là thấy ba mở TV coi. Ba của em cũng là chuyên gia ăn uống cho nên là mới thích. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh Dũng biết không, vào văn phòng chị Sương em thấy hoa đồng tiền, hôm nay là anh em mình chắc tiền vào. Tiền vào. Ai cũng có tiền. Nhưng mà Linh cho hỏi chị Sương bao giờ. Chào chủ tịch Sương. Anh Hải cũng có chủ tịch nhưng mà chủ tịch khác. Chủ tịch đã lâu hôm nay mình gặp. Em dán thì luôn đó. Rất là nhiều người nói là tụi mình giờ đưa anh Hải lên trên này giao lưu với chị Sương đi, thì ngày hôm nay là mới lên được, mấy lần trước là toàn hụt thôi. Nhưng mà ngay trong sáng ngày hôm nay này, chị Sương vừa comment một cái clip mới nhất của mình là ước gì anh Hải lên Biên Hòa. Sao biến cái lời ước thành hiện thực luôn. Nhưng mà chị Sương thấy như thế nào khi mà anh Hải xuất hiện ở đây chị Sương? Nhìn mặt đỏ lên nè. Nói chung là thực ra là Sương rất là hâm mộ anh Hải lâu lắm rồi, chứ không phải là mới. Thì cũng có mấy lần em đi Hà Nội nhưng mà em rất là ngại, không dám là để làm sao đó để tiếp xúc anh Hải. Thì qua kênh của Dũng thì em cũng có nói với Dũng mấy lần là có khi nào mà anh Hải vào thì có thể cho em lên gặp anh Hải hay là mời anh Hải xuống ghế em chơi đó. Nghe giọng mày cứ rung 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 rung. Nghe là giọng rung nghe giọng. Giờ đi với tụi em mà như vậy. Anh cảm giác là muốn rụng tim quá. Cái cảm giác của chị Sương là giống như cảm giác hồi xưa mới gặp bạn Diễm vậy. Rung rung nói lên lời. Cảm giác là mới yêu à. Rồi xong rồi cả nhà mình vào trong uống trà một tí xíu nha. Đấy, phòng này là không phải ai được vào nha anh Hải. Phận sự là miễn vào. Đấy, không phận sự miễn vào. Vậy là mình có phận sự. Tại phòng này nó có cái két cỡ 1m2 lận. Cho chị cái bình trà đi. Trời ơi, này có hoa đẹp quá chị. Không, đây là có hoa hồng nè. Chị Xuân là tự tay trồng luôn hả anh? Mùi hồng thơm quá. Tại là thơm mùi hoa hồng. Đúng rồi. Này là trái, anh Hải có biết trái này không? À, cái này là trái tì bà. Đúng không? Không, trái này mà. Bon bon anh ạ. Ờ, thế à? Bon bon. Bon. Còn bên này là trái dưa lưới đúng không chị? Ừ, nho. Còn đây là hoa hồng, chị Sương là chắc chắn là hoa hồng nhà. Đẹp ha, trồng khéo. Nhưng mà mùi hoa hồng thơm nhỉ? Dạ, có cái màu này nó thơm. Em nghĩ là giống chủ là phải thơm mà đẹp. Thơm thơm hả? Dạ thơm, em nghe anh Hải nói thì em đang hỏi lại. Chị ơi, nhưng mà ví dụ như bây giờ lên Biên Hòa này, anh Hải thì lại thích kiểu dân dã miền quê, thì mình đi ăn ở đâu được chị hả? Hồi trước là mình có đi ăn áo cá chú sang á, qua Dũng. Thì cái chỗ đó là Xuân thấy là nó hợp lý, rất là hợp lý, mát mẻ nữa anh. Đậm chất miền Tây luôn. Anh Hải có thích mát mẻ không? Chứ chỗ đó mát mẻ á. Em cũng thích, chưa nắng mà tìm chỗ mát mẻ chứ. Chỗ đó là có sông á chị hả? Sông suối không? có cái ao á, không, cái đó là cái sông Đồng Nai, nó cái nhánh nó vô anh. À dạ,
cái chỗ đó nói chung là chủ quán cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình, món ăn thì cũng được, đúng không vậy? Dạ, anh thấy chưa thật sao? Đấy, mình đang định hỏi là anh Hải thấy chủ tịch này có khác không? Chủ tịch khác đấy, uy tín đấy. Anh thấy là cả một cái công ty về xe này nhưng mà chị Sương là một tay là sắp xếp hết này. À, tuyệt vời đấy. Nói chung là em cũng yếu đuối lắm, nói chung là rất là nhiều người hỗ trợ. Thì em chỉ là cái nói thôi chứ vẫn chưa làm được cái nhất toàn là nói A, B, C, D vậy. Thì ý tưởng của em nói ra được thì các bạn làm được thì đó là cái... Không, quan trọng là anh em mình là nghĩ ra để cho các em làm thôi. Vấn đề là cái người nghĩ ra thôi. Vô anh, vô. À, em nhớ nha. Đây cái này nước chúng ta lấy trà thay rượu nha. Nhưng mà dạ anh Hải và chị Sương là có một điểm chung đó là về xe, tại vì theo em biết là anh Hải cũng chạy xe mười mấy năm đúng không anh Hải? Còn chị Sương là bán xe, còn anh Hải là chạy xe nên là cũng có điểm chung. Anh Hải chạy xe gì anh Hải? Anh nhà chạy xe du lịch. Dạ. Xe gì anh cũng chạy. Xe gì cũng chạy hết. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là chị cần có cái đầu và có tiền thôi, còn nhiều là cứ để mọi người lo chị. Được không ta? Bây giờ là anh em mình chuẩn bị lên đường để đi ăn ha. Từ đây mà lại chỗ đó thì chắc là khoảng 20 phút rồi. Giờ này thì anh Hải chắc là cũng đói, chuẩn bị xỉu rồi đó. Tới giờ trưa là đói lắm các bạn ạ. Rồi, thì thấy xong rồi anh Hải mời Diễm với lại Hải đi ha. Đi. Dạ. Lên đường để đi ăn nha các bạn ạ. Giờ bắt đầu đi ăn nha các bạn. Hôm nay sẽ dẫn anh Hải đi ăn những món ăn đặc trưng của miền Tây nhưng mà ở Đồng Nai. Ừ. Mình đi ăn để khởi động cho ngày mai bắt đầu hành trình của anh em mình đi khám phá miền Tây, đi quay đua bò cho mọi người cùng xem. Anh em mình chỉ có ngày hôm nay là ở Sài Gòn nè các bạn ạ, ngày mai bắt đầu đi miền Tây rồi. Đây đó khoảng bao lâu anh Dũng nhỉ? Chắc khoảng 20 phút thôi, 10 phút rồi chị. Dũng biết đường nhỉ? Đây là đằng sau công ty chị Sương này. Này ừ. Công ty này được mấy nghìn mét em? Dạ, chưa tới 3 nghìn. Rộng nha. Giờ mình đi qua cầu này là cầu An Hảo đúng không chị Sương? Vâng. Cầu An Hảo qua ừ. Bắc qua sông Đồng Nai. Hướng đi Hiệp Hòa đúng không? Đúng rồi. Sao anh Hải biết? Anh nhìn biển mà. Ở Đồng Nai cũng có nhiều món ăn ngon lắm nha anh Hải. Dạ. Đặc biệt là tôm càng sông Đồng Nai. Vừa rồi chị Sương còn dẫn em và bạn Thái đi ăn bưởi, bưởi đường lá cam của Biên Hòa luôn. Con tôm càng nó to. Biên Hòa là Đồng Nai là thuộc Biên Hòa đúng không? Biên Hòa là một tỉnh khác à? Không. Biên Hòa là thành phố của Đồng Nai. À, Đồng Nai là tỉnh Đồng Nai à? Đúng rồi. À. Đấy, đặc sản. Mình địa lý hơi dốt. Cầu này một tí là tới rồi. Cameraman Phan Diễm. Ở đây nắng thì nó thời tiết nó cũng hết nhỉ, gắt. Nhưng mà em nghe nói là ngoài Bắc bây giờ còn gắt hơn. Nè. Yeah. Anh Hải phải bay gấp vào trong này để trốn nắng các bạn ạ. Đường ở đây đẹp mà cũng sạch sẽ nhỉ. Khu bên này nó giống như là miền Tây thu nhỏ vậy anh Hải. Có nhiều chỗ ngập nước, có ao sen này này, cái bờ sông. Đây, đi chút rồi tới rồi. Lần này mình vào đây mà ngồi xe Dũng là mình rất yên tâm, không bị run. Lần trước là mình cứ thỉnh thoảng lại đạp sàn bu bu bu. Sau khi đi Tây Bắc về là anh Hải là yên tâm về tay lái của Phạm Dũng rồi. Đây, quán chú Sang tới đây. Anh tuyển đội bếp luôn kìa anh Hải. Đi vào xin chân luôn. Hai nữ phục vụ, tình cờ trên xe nó có ba nữ luôn. Sao lại có ba? Bốn mà. À còn Thái nữa. Em thêm nghĩ Thái đàn ông à? Không trai vậy. Rồi xuống xe. Giờ mình đi vào bên trong quán nha các bạn. Hôm bữa mình đi vào đây là ban đêm đó bạn Diễm. Đúng
Hôm nay thì mình đi buổi trưa luôn. Thái hỏi là ủa chị ơi, chắc có ở phía sau nữa hả? Tưởng nó chỉ là khu vực này thôi. Nhưng mà không, mình sẽ có một cái khu vực chuyên về sông nước bên này luôn các bạn ạ. Có bạn xinh gái dẫn đường kìa. Đẹp không anh Hải? Quá đẹp. Vào đây là ngửi thấy mùi kiểu đồ nướng thơm ấy. Anh Hải ơi, ở đây người ta có cái lá sen mà người ta bước xuống là nó không chìm. Đây đây đúng không? Lá nhưng sen mà này anh xuống không? Em nghĩ chìm ấy. Anh Hải thử bước xuống lá sen này xem là có chìm không. Từ từ anh Hải. Được rồi. Như em nghĩ là ở mình hay kiểu. Nhưng mà ở đây có cái lá sen to quá ha. Đấy. Này. Lá thật nha các bạn. Cái này là rất là nổi tiếng ở một ngôi chùa dưới Đồng Tháp ấy. Anh nhìn thấy cái gì đây em? Đây này. Đẹp quá. Sau này cái này nó sẽ to bằng cái kia đấy Hải. Đẹp. Nó nở có 2 ngày là nó tàn thôi à. Cây họ mua mượn cần câu câu cá luôn. Đẹp quá nha. Mát chưa? Ở đây là nước, ở đây là từ sông Đồng Nai vào đấy anh. Vậy em, nếu mà miền Trung của em đi là giống như cái lạc bè á chị. Làng bè. Dạ, giống như bè nuôi cá. Khán giả anh Hải kìa. Đấy. Khán giả lên bên tận Ấn Độ. Ở đây mình có một cái đường đi ở giữa các bạn, hai bên là hai cái nhà hàng nổi. Đặc biệt là bên này là nổi hoàn toàn luôn này. Đây. Mình đi xuống phát một cảm giác như kiểu là tụi em từng ăn ở đây một lần rồi mà ấn tượng về đồ ăn ở đây đó. Cẩn thận té gì? Cũng không có cao quá. Ngồi này không phải thật là tí say anh nhỉ? Cảm giác nó hơi bồng bềnh đúng không anh Hải? Lẩu thả ha. Tại hôm bữa mình ăn mấy lẩu kia rồi giờ cho nó lạ này. Yeah. Một cái loại này. Bé bé này là cái nào, một cái lẩu thả này. Biết cái gì nữa? Cá chép ông dưa. Cá chép ông dưa là con nào? Ở trong đây nó không có. Một cái chả giò lớn lớn này. Chả giò. Lớn. Yeah. Cô lấy lớn lớn hết cho con nha. Gỏi gì? Gỏi bò ao sen cho cô. Gỏi nai. Gỏi nai ao sen. Tại cô nói là nai ngon hơn bò nên mình lấy gỏi dạ. Như vậy mà nai. Dạ. Là thịt nai luôn hả cô? Đúng rồi, thịt nai. Ồ. Rồi có cá tai tượng chiên xù rồi đúng không chị? Không, mình gỏi cá chép ông dưa. Cá tai tượng chiên xù gỏi thêm một con đó đi ha. Có tai tượng không em? Một con cá tai tượng chiên xù. Ở từ đây con lớn đi. Con lớn này này là con này là 7 kg 8 rồi. Ok, cho con này đi chiên xù đi. Đúng rồi, cá chép. Con gà, nãy gà nổ muối. Kêu con gà ta nổ muối chị. Nổ muối. Thử nổ muối đừng đậu rồng với lại đậu rồng rút. Dạ, mình hiện tại là thêm 6 món thì mình mới gọi thêm một món như vậy. Một cá tai tượng chiên xù này, một cá chép rồi tôm sông có tôm sông. Dạ bên em ha, chỉ có tôm sú thôi chị. Lươn xào xả ớt đi em. Lươn xào xả ớt. Nãy có cái món này nữa rồi nè, món này nè. Bò hỏa diễm sơn. Chưa có món đó xương rồi. Thế gọi bò hỏa diễm sơn với lươn đấy. Lươn. Có hoa súng hay là cái gì nhỉ? Cái hoa gì nhỉ? Điên điển ha. Điên điển này. Điên điển có điên điển không, không đúng không? À, giờ chưa phải mua. Vậy bây giờ mình phải về miền Tây mới có bông điên điển đấy nhỉ? Về miền Tây. Ăn với cá linh luôn anh. Vậy là lấy thêm một bò hỏa diễm sơn này với lại một cá tai tượng chiên xù ạ. Có lẩu rồi đúng không cô? Với lại lươn nữa. Lươn xào. Dạ rồi ạ. Dạ lươn xào xả ớt. Có chuột không em? Lên hết giùm con với nha cô. Đồng này là đồng nai cho nên là không có chuột. Lương sợ ớt này mình muốn ăn cay không hay là mình ăn vừa phải? Cay vừa thôi, cay vừa. Thế này là mình không có bếp ạ? Đây là món cá chép om dừa cô. Đây này. Cái này đẹp nhỉ. Cô cho luôn bếp luôn nha cô ạ. Sao mà ăn luôn được cô? Anh em con là vào phát là bụp luôn. Đấy, ở đây để co rất là cẩn thận này, nó còn đút vào ớt này, trong cô cái hành. Cô có bỏ cái hành vào giữa trái ớt luôn. Cá chép om dưa chứ mà, còn bên này là nai. Gỏi nai. Đây, cái nước chấm ở đây mà để vào cái ly nhìn trông vậy không? Để vào cái ly. Cái ly. Giống như Âu á. Hả? À, món này là món gì mà trang trí trong cái hoa chuối này. Vừa nãy uống bia rồi đúng không? Lẩu gì em? Lẩu thả. À, tức là mình giống như cái thuyền mình thả xuống sông á ha.
cái này. À, lẩu thả là nguồn gốc miền Trung. Xương. À. Dạ. Ở dưới bên ngoài làm buôn bán xe tải. Dạ. Bây giờ em cũng làm đó. À. Anh cũng bán xe tải luôn hả anh? Làm đầu xe thôi. À. Sửa xe đầu xe. Có duyên thật nha. Dạ. Về đây mà cũng gặp được cái quán này do làm những review trước đây nè. Dạ. Hay quá em ơi. Có chạy chạy em. Thấy có duyên không? Cảm ơn anh nhiều nha. Nhờ anh em cũng thích đi review, không phải review mà có tư tưởng mở nhà hàng. À. Đi qua Mỹ sao một tiệm bánh mì hay là cái gì giống như mình đã có bình tròn rồi. Hay là bên đấy mình làm máy heo luộc đúng không anh? Hả? Anh hay biến sản phẩm bánh mì nổi tiếng của Việt Nam thành McDonald's một trong những thương hiệu đúng rồi, đó đó đó. Bánh mì. Okay, bánh mì. Man, cheers. Ok. Nice to meet you. 100% nha. 100% hả? Ok. Ê, 100% mà anh làm gì kìa? Chùa thế. Ok. Rồi cho chụp mi tấm hình nha. Ok. Cho chụp với Phạm Diếm tấm luôn. Ok, thế đây. Anh anh em mình chụp đi. Hôm nay là anh là từ bên Mỹ về, mới về một tuần thôi, nhưng mà gặp anh em mình ở quán Ao Sen chú Sang. Đấy. Nhờ có em review này, mọi người biết đấy. Thank you. Thank okay. you. Cảm ơn anh nhiều nha. Bạn của anh là xin phép hôm nay chủ quán mời nha. Ok, cảm ơn nhau. Okay. Cô đứng kế bên là giật mình nha cô. Đây là bàn tiệc trưa ngày hôm nay của anh em mình cũng đã hòm hòm rồi. Nhưng mà còn thiếu một số món nữa, chắc là nhờ cô chủ quán giới thiệu thêm. Phải gọi là đây là đại tiệc rồi, chứ không phải là tiệc đơn giản rồi. Cái này mà sắp tới anh em mình đi miền Tây mà gặp những món này là quá tuyệt rồi anh Hải. Ô, đỉnh của shop luôn này. Này là vẫn thiếu bông điên điển. Này, nếu mà về miền Tây là lần này nhất định là phải thăm quả Ô Nhi. Ô Nhi. Cô Nhi. Cô Nhi Ô Môn. Cô Nhi Ô Môn. Ủa, suốt ngày gọi. Nhớ cơ nhờ. Mẹ nuôi mà. Này, mẹ nuôi mà nuôi hai anh em mình. Cũng hay đúng không chị? Ừ, em à, nghe không? Để hôm nào em dẫn anh Hải tới, nhưng vấn đề là cô Nhi gọi lên bảo là con ơi bây giờ hết lá bạc hà rồi. Bây giờ là khách tới ăn là bụi bạc hà của cô trụi lá luôn. Không biết hôm nay đợt này xuống thì cô trồng thêm chưa? Quá đãi nha. Ở đây là món gì vậy ha em ha? Cái này là cái lẩu thả. Bé nó đang lên nước đó. Hồi nãy anh Hải có nói với em lẩu thả là nguồn gốc từ miền Trung hả? Ừ. Có phải không em? Dạ đúng rồi. Đấy, là tỉnh anh... nào vậy cô nhỉ? À, Bình Thuận. Bình Thuận. Bình Thuận, Phan Thiết. Nha Trang, Khánh Hòa cũng có. À thế ạ. Bình Thuận, Nha Thiết. À, của Phan Thiết, Nha Trang, Khánh Hòa. Vậy là khắp các tỉnh miền Trung rồi. Đấy. Để là phải biết được qua. Dạ, nhưng mà trên chi ký sẽ khác. Hôm nay phải nói là lâu lắm rồi, từ hôm vào hôm nay mình thấy một cái đại tiệc cái này. Cảm ơn Sương rất là nhiều. Dạ. À, cheers. Nhưng mà chị Sương bây giờ là vẫn chưa hết đỏ mặt đâu anh Hải à? Dạ. Không hiểu tại sao luôn. Mời cả nhà nha. À, Diễm thấy qua ngồi giữa vậy luôn. Đấy, em phải ngồi giữa anh run quá vậy nha. Ở đây trang trí cũng rất là đẹp anh ha. Ở đây là có món chả ha, chả này là cũng rất là ngon, thấy để mà mình sẽ thử. Ăn là ấn tượng luôn. Ở đây quán mình mở cửa từ mấy giờ mấy giờ cô? 8 giờ rưỡi. Mở cửa thì tối thẳng 10 giờ là cô. Nhưng mà 8 giờ rưỡi tối là ngưng. Nghĩa là 8 giờ rưỡi sáng đến 22 giờ tối. Nhưng mà bây giờ em nói là bữa giờ vẫn chưa có ai tới làm quen thì em đặt lại số của quán đi để cho mọi người gọi để làm quen đi. Số của quán. Nếu mà đọc là phải đọc số của em chứ. Đọc em số của em. À, được. Nếu đọc số của em thì phải inbox vào chỗ kín cho anh. Em đọc số đi. Số nào đọc số đi. Số nào mà gọi cho em được á, mà đặt món ăn được á. Cái này mình đọc lên, phải đọc lên luôn. Đúng rồi. Đọc thiệt luôn. Thì đọc số của quán mình là số bao nhiêu? Dạ ở trên cổ. Hay quá em ơi. Vẫn còn tỉnh. Thôi được rồi. Quả diệm sơn. Quả diệm sơn. Ui nó cháy kìa, cẩn thận không rồi. Ui. Em đưa anh Hải nha. Ê. Cái gì? Bên trong đang bọc đó là cái gì? Cái dừa. Thế mà ai mà chẳng biết là cháy dừa à? Chị Sương nói nên biết. Thì anh Chị Sương bây giờ là đồng minh rồi. Phải nói là ở đây là đồ ăn là
toàn theo kiểu là dân giả, mà đặc biệt là bày trí, cái khâu bày trí rất là bắt mắt luôn. Chắc là mời cả nhà ăn cơm được chưa? Cái này nhiều món không biết bắt đầu từ đâu chị. Bây giờ mình để chị Sương quyết định đi, mình ăn món nào trước chị Sương? Thì bây giờ chắc bắt đầu cái nào chín ăn trước thôi. Cái này chưa chín là chưa ăn được nè. Cái này bây giờ không biết là mấy trang. Cái này làm sao nữa? Bố anh em mình làm miếng nem chả giò. Chả giò trước đi. Đây em mời chị Sương nha. Con trộn gỏi cho. Đây mời anh Hải miếng chả to luôn. Thank you. Vâng, ok. Đây em trộn lên cho anh. Đây. Chả hải sản. Ở trong này gọi là chả giò, còn ở ngoài kia gọi là nem. Nem rán. Nem rán. Nem rán nha anh em nha. Mời cả nhà nha. Rồi xin mời cả nhà nha. Mời anh Hải, mời Diễm. Có khác nem rán ngoài đấy không anh? Ngon. Xem xem mà. Em chung đi ha. Cái này là bột nó sẽ giòn, bên trong là có sốt mayonnaise nữa nên nó sẽ hơi béo béo các bạn. Nó có những hải sản, sữa đặc, rồi sốt mayonnaise. Nào. Chị Diễm ăn món này chị nhớ gì không? Nhớ nhà, em đúng không? Nhớ nhà hàng cũ Hưng Thịnh. Đúng rồi, nhà cũ ở Nha Trang. Hải sản Nha Trang của bạn Thái có cái món chả giòn rất là ngon. Mình từng mua về nhà nhiều lần rồi. Để hôm nào mấy anh em mình làm ăn. Ở đây là còn có cái món gỏi gỏi nai này nè. Thì bạn Trang bạn vừa mới trộn xong. Để em gắp cho mọi người thử miếng nha. Gỏi nai. Dạ. Để xem là gỏi nai. Ăn gỏi nai ở Đồng Nai nó có nó như thế nào nha các bạn nhé. Đây, mời bạn mời bạn Dũng nha. Thế như là đây có xoài, cà rốt này, đúng không? Vậy nước sốt. Có phải thịt nai không? Để anh Hải thẩm định xem có phải thịt nai không nha. Ăn cũng giống thịt nai đấy. Giống thịt nai không anh Hải? Giống em ạ. Ngon. Món này cũng phải đưa rưỡi này. Nai hay còn gọi là món giả chân nha cả nhìn. Món giả chân nữa chị. Hôm nay là cái bàn nó là xếp hai bên, là bạn Linh ngồi bên kia nha các bạn. Nếu mà Linh thích thì có thể ngồi kế bên anh Hải vẫn được nha. Vừa miệng không anh Hải? Đưa miệng đấy, ngon. Cái này thật ra là anh em mình trưa nay là kiểu không uống bia, chứ những cái món này á là với bia rất là hợp luôn. Đây thiếu anh cua. Cả nhà nha. Tối nay là anh cua đang chuẩn bị một đại tiệc hải sản để mời anh Hải. Nên là anh Hải chuẩn bị bụng nha. Gỏi đây trộn ngon á. Không có bị ngọt. Lần trước mình tới đây á, là mình ăn món thịt bò rất là ngon mà trộn gỏi. Hôm nay mới đổi thịt nai. Bây giờ thử miếng này nha. Ngon nhiều mà. Chắc là nai thật. Có mùi. Ngồi ở đây cái không gian này, nó thoáng. Nó núi nó lại núi non thì nước nôi. Ngồi nó cái bồng bềnh ấy. Dạ. Giống ở đây mùi cũng khá hay. Với lại cái gỏi này á, cái lúc mà mình bào cà rốt với xoài á là bào phải vừa đủ. Bào mỏng quá mình ăn nó cũng không có được ngon, không có giòn lắm. Dạ đúng rồi. Đây gỏi ngon á. Không ngờ là gần Sài Gòn có quán quá đẹp chị nhỉ. Quán này là chị Sương giới thiệu á. Chứ lúc đầu là chị không biết luôn. Em xuống đây chơi xong chị Sương mới dẫn tới đây ăn một lần. Hồi trước là có anh Tú nữa. Em ơi, chuyển tiếp món lươn đi em. Lươn xào xả ớt. Lươn xào xả ớt. Đây. Em lấy cho mọi người đi. Dạ. Mọi người nhà nhé. Em lấy một cái thìa mới. Cái lươn ở đây chiên lên hồi rắc xả, vốn xung quanh nhìn phải hấp dẫn. Mà sợ Dũng không quay này. Được không? Ăn đi lên. Ngon lắm. Cái này mà ăn với cơm ha. Cái này uống bia, nhậu. Mình nghĩ là anh Dũng thử món này đi, không có bị cay quá đâu. Tí nữa mình ăn sau rồi chứ. Đây thấy. Em sẵn chén rồi chị. Tại vì ngon quá. Không, cái này mà có chén cơm á. Cơm nóng á chị ha. Càng ngon. Ngồi trên đây cái á. Bàn này thì hôm nay mình bất ngờ nhất là cái món này Thái này. Dạ.
nó đẹp đúng không anh? Gọi là lẩu thả trôi hả chị Sương? Lẩu trôi. Lẩu trôi. Lẩu thả. Lẩu thả. Là thả vào đây đúng không chị? Trong này là mỗi cái hoa chuối này là một cái nguyên liệu khác nhau nha. Tí nữa mình ăn cái nào thì mình chỉ cần thả vào cái hoa chuối là xong. À, thả vô cái nồi này nè. Cái nồi hơi bé ha. Mình có bỏ luôn như vậy đi. Đây. Để mình lên bên kia lên. Đây. Được. Cuốn bánh tráng mà nhúng luôn hả? À, hơi lạ nhỉ. Cái món này là giờ có bỏ vô trong này không em? Dạ có. Giống như ví dụ như cái mai này nè, nhiều người mình ăn sống ăn tái không được á thì mình nhúng vào mình ăn. À. Là tôm dạng như tùy vào sở thích của mình á. Chị thả vào luôn nha, thả trôi vô nồi luôn. Cái này cơm cháy quá. Ừ. Rồi em thả tôm vô nha. Hồi nãy em có nghe nói cá mai á anh Dũng. Ừ. Cá mai một trong những đặc sản của miền Trung. Cá mai hả? Đó. Đúng là cái gỏi này. Một trong những này đúng là đặc sản của trong cái này là cá mai này. Bình Thuận và Nha Trang luôn. Giờ cho này vô mới lấy cá mai ra được thấy à. Cái này là khế, lá tía tô với lại ớt. Thơm nhỉ. Ở đây làm kỳ công ghê. Nhưng mà anh thấy là cái nồi này nó hơi bé. Nồi bé quá. Kiểu người ta là ăn nhấm nháp ấy. Xong rồi uống rượu. Anh em mình thì pem luôn. Đây, đây là cá mai này. Cá mai chắc là mình đừng nhúng vào ha, ăn gỏi được luôn. Không, cái này theo em Thái biết thôi nha, ở đây thì em chưa tới lần nào. Cá mai là một trong những đặc sản của miền Trung và nổi tiếng nhất ở Nha Trang. Nếu mà ngoài đó anh về Nha Trang anh có nhớ cái chị gì fan của chị á? Vâng. Chị Vân nhớ, chị Vân có coi clip này nhớ dắt anh Dũng anh trai em đi ăn gỏi cá mai Nha Trang nha chị. Em đi cùng chứ. Ok. Vậy là mình sẽ cuốn với lại bánh tráng và bún và sẽ nước này mình sẽ múc ra chén và mình chấm. À, kỳ công quá ha. Lúc trước em Thái có ăn là ở Bình Thuận, lúc trước là lẩu thả ở Bình Thuận cũng có nhưng mà lâu rồi nó nhạt phai dần. Bây giờ thử lại cho nó đậm em, để chị cầm cho em cuốn thử đi. Tức là bánh tráng này. Tức là cuốn rồi chấm một cái nước này hả? Dạ đúng rồi, mình sẽ múc nước này ra cái chén. À, hóa ra cái nước này là nước nước chấm. Nước chấm. Mình tưởng đâu nồi lẩu mình chơi nhỏ. Hóa ra nó có. Tức là gọi là lẩu nhưng mà nó gần như khác với cái nồi lẩu mình ăn bình thường là nước súp rất là nhiều, nước lẩu nhiều. Thì cái này nó cái này chỉ là giống như là một loại nước chấm thôi, dạ. Nước sốt thôi. Cái này chắc chị Diễm hỏi. Kiểu giống trên anh ấy, kiểu món canh bia là không phải là bát canh mà là nước chấm. Bánh thịt có trứng rồi bún. Đây cho một xíu trứng lên đúng không? Trứng này là chiên và sắt lát này, sắt sợi này. Đây xong rồi cho thêm xíu thịt đúng không Thái? Dạ đúng rồi. Quá uy tín. Cái này mỗi nồi lẩu chắc là cũng tốn gần hết một cái hoa chuối đấy. Để tách cái này. Này Thái, thêm cá. Đi cù lại vô. À, thêm cá mà. Đây. Quán này nhiều món lẩu quá hả? Đây, không cuộn lại đúng không Thái? Tao dạ. Chấm nước đó hả? Phải là đáng lý là phải có con tôm thôi là đúng không? Khế là vô đúng không? Nhưng mà giờ bỏ tôm vào này để cho nó ngọt nước luôn chị. Nhưng mà cái nước này thơm quá. Dạ. Nếu mà ăn đúng nó luôn thơm á, là dạ. Nếu mà ăn đúng luôn là nãy khế với lại tí tô mình sẽ cho đây, vào. Cho anh một chút vào đây trước. Anh định. Anh thêm con tôm anh thử đây thử đồ ăn luôn để anh ra trận cho ra đòn anh thử nha anh thử nha để anh ra trận rồi em mời anh em nha làm như vậy nó lại lạ hơn là mai mốt quán lại theo cái ý của mình con yeah. Nóng nghe nhỉ thơm quá nắng thấy sao anh ăn này phải 4-5 miếng thì ăn mới hết được nhưng mà kiểu ăn này có khi là đây là kiểu, chắc là kiểu anh em mình tự nghĩ ra đấy các bạn ạ. Còn nếu như mà mình không thích cuốn á mình có bỏ bún vào trong này mình ăn luôn là cũng giống như là lẩu á chị. Thơm quá không? Đây trong này là có kiểu nếu mà là cuốn thì vừa có trứng này có rau này có cá có thịt. Rồi trong cái chén súp để chấm thì sẽ có tôm nha các bạn. Con chén này nó hơi mặn. Thơm không? Ê Thái ơi. Dạ em cảm ơn. Ừ, ngon. Nó hấp dẫn. Lạ đấy không anh? Ừ. Mà cái cá này nó cũng không tanh ấy. Thơm. Cá mai nghe tên lại cứ nhớ tới sò mai Thái à? Vậy là phải về nhà em rồi. Ăn sò mai ha. Dạ. Thế thì mình mới thấy một cái điều là ở đây á, là mình cứ tưởng tụi em cứ tưởng là nó chuyên về những đặc sản miền Tây vậy. Nhưng hóa ra là cả những Bắc Trung Nam. Anh thấy vừa nay có cả gà nướng Tây Bắc mà.
Tại vì em hôm trước là Sơn sợ trùng món ăn của hôm trước mình quay một lần ý. Cho nên Sơn sợ trùng, Sơn nói là để gọi những cái món nó lạ lạ tí. Hôm nay chị rủ đi ăn ngựa Tây Bắc. Mẹ bảo là bây giờ anh Hải vô đây mà đi ăn ngựa Tây Bắc, Tây Bắc là phải về nhà hàng Sapa TV các bạn ạ. Còn bây giờ chắc là em sẽ xẻ món cá này ra mọi người. Cá ôm dưa đúng không chị? Ừ, cá chép. Cá chép ôm dưa hả? Nhưng mà quán làm cầu kỳ quá ha. Ngay cả cái hành mà cũng cất công để nhét vào cái trái ớt các bạn. Cắt đôi trái ớt ra. Quá trời hành luôn. Ngon đấy. Em thấy thơm á. Cái nước này chua chua dễ ăn. Nước này là có rượu có bia nó ngon anh Hải ơi. Hai uống bia không chị gọi. Em đợi mọi người uống gì em theo đó. Con cá này chắc nếu mày là phải một ký mấy gì ha? Ký mấy không em? Ui ngọt hết. Ôi thịt này. Cá chép ký 2 à? Thơm à? Dạ thơm lắm, dưa chua. Ủa dạ này chuyên làm thịt chị. Mà để ấy lên nó rất là khéo. Chị ăn nhiều nha. Không hổi luôn. Hôm nay Sương là bông hoa sáng nhất ở đây nên là Sương ăn nhiều Linh vào. Ôi ôi cái dưa cái da này. Thả luôn nha. Chị em rất là khéo trong vấn đề mà múc thức ăn anh Hải. Đây anh Hải là phải phần này chị ạ. Thôi, đây. Anh ngại lắm thôi. Phần này là béo nhất của con cá này anh. Anh ăn dưa không? À thôi ăn cá thôi. Thêm chút nước. Đây. Anh cảm ơn. Đúng là Dũng rất là hiểu ý anh nhé. Cá chép om dưa là hết ý rồi anh em. Mà đây làm cảm giác rất là ngon và đẹp mắt luôn. Đẹp từ ngoài vào trong. Dạ em cảm ơn. Thịt cá rất dai. Đó. Thịt cá dai lắm. Dạ. Này là thịt của anh Hải. Không. Thôi cái này là Dũng đi. Thôi. Bỏ đồ lòng. À. Đây. Thôi. Thôi. Mà chép ngon lắm. Chưa nó dai, thịt dai. Cái da nó ngon à. Ừ. Giống như cá chép giòn á ha. Cá chép giòn thì da nó sẽ hơi giòn giòn dai dai. Linh có nước chấm nha, có nước chấm mắm. Có bánh chay chưa? Chưa. Này. Mình nước mình chấm cá. Có phải. Ngon đấy. Lúc ăn sau nha. Mình thèm nó nhưng mà cứ phải tập trung quay phim trước đó các bạn. Tại vì bàn ngồi đông này thì mình ăn sau cũng được. Khi mà mình đi review mà có mình với bạn Diễm thì sẽ hai người cùng ăn. Nhưng mà cái mùi nó cực thơm á, em không biết là anh cưỡng nổi không chứ nó bay mùi cá chép. Cá chép om dưa ha. Dạ. Cái này nếu mà run tay là do thèm nha. Phải nói là quán này làm đồ ăn rất là ngon luôn á. Món này mà ngon nhất nữa là bởi vì chọn dưa cũng phải chọn cho kỹ vậy. Nó chua không bị hăng đúng không thầy? Một miếng cá xong rồi kẹp vô cái dưa chua các bạn, rất là ngon. Dưa này là vừa tới rồi này ha. Dạ. Vừa tới. Đợt trước em ăn một số nhà hàng á, dưa ăn nó hơi bị đắng á, sẽ khó ăn, nhẵn đắng. Đã nhảy hết rồi kìa. Được rồi. Nhưng mà món ngon. Ngon á. Nói lá thì là nè. Món này làm ngon. Nãy giờ mình ngửi thấy mùi thì là mùi thì là trong cái cá chép này. Nãy mình tưởng không? Là mùi thì là trong cái nước sốt này cơ. Cá chép à? Nhưng mà khi mà em ăn cái lẩu trôi này thì em lại không quá ấn tượng bằng cái món cá này. Cá này ngon. Đúng rồi đấy. Thả trôi thì nó hơi phức tạp anh ha. Món này là món từ miền Bắc phải không anh? Dạ. À, món này là đúng rồi bạn anh. Anh đi câu về anh hay làm món này lắm. Dạ. Anh em đấy to ngon. À. Em nhớ là biệt phủ của anh Hải là cá nhiều. Nuôi cá hả? Cá coi hả? Chết hả? Con cá này chỉ có cái nhược điểm là nhớ nhiều xương. Nó hay bị xương dăm. Nếu mà em bé ăn là phải cẩn thận đó mà. Nhưng cái thịt nó chắc hả? Dạ. Nãy giờ bé Hải ăn đâu có dính miếng xương ở đâu. Bộ nghiền phải anh này tốt mà. Tầm xương phát nghiền đứt luôn. Bà Linh anh có dính xương không đây? Mấy bé là hay bị dính xương. Chị ơi, hôm nay là anh Hải là vào tận bản doanh của chị rồi. Thì chị có ý định là sắp xếp đi tụi em khi mà đi ngược ra Sapa thì chị đi cùng không? Có. Rồi. Là đi vậy ạ? 2 tuần nữa là đi á. 2 tuần nữa đi theo. 2 tuần nữa là chị Sương đi được à?
2 tuần nữa thì anh Hải cũng kết thúc cái hành trình trong Sài Gòn miền Tây rồi. Chị thật không nha? Thế là mình lại đem thêm một chủ tịch nữa ra Tây Bắc này. Chắc là về sớm chứ. Chị đi được bao lâu chị? Nếu mà đi thì tầm 3 đến 5 ngày. Ồ, 5 ngày ok rồi. 5 ngày. Đi cho đủ một tuần lễ rồi chị ơi. Hả? Nếu mà 3 đến 5 ngày á chị Dương mà đi bằng xe mà không đi bằng máy bay nha, là 3 ngày là vừa ra tới Lào Cai là quay vào luôn. Thôi nhưng mà Sương đi cùng anh em mình, xong Sương bay về trước. Dạ, em bay về trước. Em nghĩ là mình ra tới ngoài kia, xong chị Sương bay ra. Chị Sương chơi 5 ngày xong cái tới lúc mà mình đi mấy tỉnh khác thì chị Sương bay về. Là em tính vậy là hợp lý đấy. Còn nếu mà đi xe cũng chung với anh em đâu. Mình là vừa ra tới nơi là hết giờ rồi. Lại phải quay đầu vào. Mình nghĩ cái món tiếp theo nên thử là món này này bạn Diễm này. Bò hóa diệm sơn đốt trong cháy dừa này. Lần trước hình như là không có giấy bạc đâu. Nhưng mà hôm nay là cô cải tiến nên là có giấy bạc. Mình thì chắc là bên trong đã nấu chín rồi. Qua bên này chỉ là đốt cho nó nóng thêm một chút thôi. Làm kỳ công á. Ồ. Làm kỳ công ghê á. Mình xem bên trong có gì nha. Lên ăn mạnh dạn lên. Cái này có cái sốt đấy. Đây, mình sẽ múc cho anh Hải trước nha. Trong này có khoai mì nữa hay sao anh Vũ, anh Hải ạ? À? Hình như đâu khoai mì ha. Thơm á. Lạ quá. Củ sen hay sao á? Củ sen hả chị Sương? Hình như là cái món này khác cái món hôm vừa rồi chị em mình ăn đấy chị Sương. Khác đấy. Hình như là phủ ngoài bằng bơ sao á? Chị còn này. Đúng rồi. Bơ hả chị? Không phải cái gì phô mai. Cái này là để chấm bánh mì nha các bạn. Thế nào? Dạ có bánh mì đấy. Có bánh mì á. Làm ăn súp này khỏe người luôn đấy anh em. Đúng kiểu súp ấy. Sao vậy em? Củ đó là củ. Để em thử là củ gì vậy? Chắc là củ năng đó chị ạ. Cái củ mà mình hay nấu nước mát á. Củ năng cái vỏ bên ngoài cái nó màu đen đen á chị. Đúng rồi đúng không? Củ năng hả? Dạ. Mình không biết củ gì luôn. Củ năng. Mà rất là mát. Ăn nó sột sột sột. Nó ăn giống như củ hoàng xìn cua ở ngoài Tây Bắc ấy. Bò mềm là lạ, hả? Một người Bắc có mấy cái tên là lạ hả? Hoàng xìn cua. Hoàng xìn cua hay là cua anh? Cô. Món này cũng thơm. Chị nghĩ là món này thì các em bé sẽ thích cái vị này. Có một xíu phô mai vô các bạn. Giờ thịt bò cũng mềm mềm. Có bơ. Dạ. Thêm nước dừa nữa. Trời ơi đỉnh luôn. Em ăn được thịt bò. Một trái này cũng nhiều thịt bò á. Cái kiểu dừa. Chắc là nó có dừa. Chị múc cho Linh. Chị thử á, chị với Thái thử thôi. Thơm mùi kiểu dừa Bến Tre. Để thử cái cục này trước nè. À hôm nào về đưa anh đi review kẹo dừa Bến Tre anh. Em sẽ dẫn anh Hải tới nơi mà làm kẹo dừa luôn. Bởi vì cái món kẹo dừa ngày xưa anh thích ăn lắm. Nó là rắt răng ấy, sướng. Dạ, cái đấy là đúng là để ngậm thôi mà mình toàn nhá thôi. Thái thấy món này thế nào Thái? Em đang nhai cục thịt bò. Bò ngọt với lại cắt đúng với sớ của nó. Đâm nên nó không có bị dai. Thứ hai á, cái mùi á, nó rất là thơm, mùi kẹo dừa nãy em nói á, rất là thơm luôn. Trong khi đó nó sờ, nó béo nữa. Ngon. Thơm mùi kẹo dừa. Mà có cả khoai môn mới ăn dũng. Nhưng mà nó chấm bánh mì nhưng mà mình thì không ăn bánh mì mà ăn súp. Mình thấy bụng mình ăn cái món khác nữa. Đây. Linh thêm món này thế nào Linh? Dạ em thấy đầu tiên là rất là thơm. Dạ. Thứ hai là nó kiểu bị béo béo như cốt dừa hay sao. Em có cảm nhận như vậy. Cốt dừa thấy rất là thơm ngon. Vị nó vừa. Mời các bạn nha. Bò hỏa diệm sơn. Mọi người đều nói là cái món này mùi nó giống như kẹo dừa. Kiểu nhiều gia vị ấy. Món ăn tự thơ. Em nghĩ là món này có bỏ sữa đặc á. Sữa với nước cốt dừa với lại phô mai, sợi. Món này vừa béo vừa thơm ạ. Cảm giác là nhiều phô mai, nhiều sữa. Ngon đấy mà. Mời các bạn nha, món này các chị em hoặc là con nít trẻ con á sẽ rất là thích ăn này các bạn ơi. Vị nó béo thơm. Ngon quá.
mời bạn nha. Có một món nữa mà thật sự là anh Dũng nãy giờ là chưa có được thử, nhưng mà mình có để sẵn đấy một xíu nó nguội, anh Dũng hãy thử là cái cá chép âm vua này bới diễm là cá chép này ngon lắm, cá chép này dai 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 ngon. Mà người ta lựa chọn trong cái dưa cải không á là cũng lựa rất là kỹ, hay là ăn nó rất là hài hòa luôn. Chỉ có bỏ hơi dai chút không? Ừ. Có miếng hơi mềm nhưng mà có miếng lại hơi dai. Em lại dính miếng gân rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, miếng gân. Đấy là cái vị khôn nấu thì rất là ngon. Đấy là khôn dại tại tay em ạ. Đây là diễm gấp ra nha. Này bạn diễm gấp các bạn. Nhưng mà chắc là mình thử thêm miếng này đi. Đây mình có thể để sẵn chép om dưa. Kẹp với dưa nha. Rồi. Mời các bạn nha. Em khó nhất là cái phần da. Cái quẩy quẩy của nó ăn ngon ghê. Đấy, người ta để nguyên cái da mới ngon. Cá chép giòn. Cái này không biết là gì này. Cá chép này không phải cá chép giòn nhưng mà nó là cá chép bình thường thôi. Nhưng mà da này nó cũng nhum. Anh vào mới hiểu tại sao anh Hải lại thích nhất là cái món này nãy giờ. Đây này. Ngon. Mình cũng thích nhất món này luôn. Dũng ơi, anh mời Dũng cái bộ đầu lòng đi. Này ngon này Dũng này. Đây anh mời Dũng này đây nha. Ngon lắm. Đỉnh của đỉnh đấy em ạ. Cảm ơn anh Hải nha. Ok. Ngon. Món này ngon hả? Đấy. Đầu lòng ngậy lắm ấy, thơm lắm. Mà mình ăn trên cái bếp lửa nóng. Mời các bạn nha. Tuyệt vời. Ngấp mồm. Béo không? Cái này chúng với lại đầu lòng. Ăn với lại ngon. Cơm cháy. Gà nó béo. Những con cá này là ngon nhất là bộ lòng đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, anh em mình phải quan tâm đến Dũng. Không là không, quay Dũng ngay. Lắc đi. Cũng là cá này, bây giờ anh em mình ra đòn cái quả cá tai tượng đi nhỉ. Dạ. Cá tai tượng cuốn. Cái món này là món đặc sản của miền Tây. Đấy. Rồi, để cho con cá này to anh ha. Chùm phân diễm. Đây anh cầm đi, em dời qua cái là mình để xuống mình xẻ liền. Lên kéo đi anh. Đây chị. Oh. Yeah. Dọn qua đây. Rồi. Em. Quá em luôn. Đấy. Anh thử đi chị Sơn vẽ lại. Em đi, em làm cho. Chiều em mới làm được việc đấy. Em lấy cái đũa đó. Không có cái muỗng này. Đây là đặc biệt là cá tây tượng này là người ta làm cái giống cái món cá của ngoài anh không? Cái tầm cái vảy chiên chiên này. À. Đó, người ta cũng giữ luôn. Bởi vì là cái vảy cá tây tượng này nó mềm. Em nghe được cái tiếng giòn của cái vảy cá đó. Ở đây là người ta chiên á làm giòn này, xong rồi có đậu phộng, mỡ hành rắc lên nữa nha các bạn. Sẽ cuốn vào bánh tráng rau sống. Mình Hải thì chắc phải cuốn chứ. À thôi, anh cứ luôn. Miếng đi rồi cuốn sao anh. Ngon như này không cưỡi được anh em ạ. Này. Nhìn này. Cá tai tượng. Cái món cá tai tượng này nhớ đến cái cô Nhi ôm luôn. Hôm nay là anh Hải nhắc cô Nhi hơi bị nhiều đấy. Chắc là chỉ mấy ngày nữa thôi là anh Hải sẽ được gặp lại cô Nhi. Ăn mắm nêm được không? Chị mắm cho. Chấm mắm nêm. Mắm nêm đấy. Rồi diễm gấp diễm đi nha. Ngon. Đang tìm. Đúng không? Đấy họ chuyên rất là kỹ thuật luôn. Ở ngoài giòn mà trong thì mềm. Không có bị khô quá đúng không? Đây Linh đây. Ở ngoài nhà hàng anh Hải làm cũng nhiều món hả anh Hải? Cả Bắc Trung Nam luôn hay là anh chị đặc sản về? Anh chỉ chuyên các món về Tây Bắc em ạ. Mà em không biết là cái gì thắng cố gì. Thắng cố anh với không? Lại bìa nữa chị. À, em ăn được không? Em chưa thưởng thức món bìa nha. Bởi vì là ở nhà hàng mình ấy là khách du lịch ở các nơi đến. Nên là mình chỉ phục vụ những món ở địa phương không? Ôi, coi sớ thịt này. Rồi. Cái này ăn không thì có thể là miếng thứ hai sẽ ngán, nhưng mà cuốn bánh tráng là ăn tới mấy cuốn luôn á. Thịt cá tai tượng rất là dai các bạn. Chắc thịt. Em sẽ cuốn bánh tráng nha, chị ăn đi. Có cái hành phi nó thơm lên, hành phi lên á. Em thông báo với chị là vài bữa là chị có thèm thịt trâu gác bếp là chị cứ gọi cho em chứ không cần gọi cho anh Hải đâu. Bây giờ là Diễm làm nhà phân phối ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Anh em có nhu cầu cứ alo cho Diễm nha. Thịt trâu đó là phải khi mà mình nướng trong cái lò nướng xong ấy mình đem lên mình đập ra. Đúng rồi. Hấp thơm, hấp nó mềm. Tùy mình có thể hấp đập hoặc là vùi do các bếp. Nếu ở nhà có bếp củi thì vùi do. Hấp thì nó sẽ mềm hơn anh Hải à. Nhưng mà em vừa có một ý tưởng là mai mốt chị Sương á, mỗi chiếc xe bán được á chắc mình tặng cân thịt trâu.
Hay quá. Mềm quá, ok luôn. Một cân nha anh. Một cân. Một cân là 700 ngàn anh Hải ha. Đây, cũng là khách hàng tiềm năng của Yến của Diễm, là vừa mới mua 2 lạng cho mẹ chị ăn hết rồi, vừa mới đặt tiếp 1 lạng nữa nha. Hồi trước là em cũng có kiểu là em bán xe mà bán lô á, em cũng tặng Yến cho này kia đó. Tặng cho rồi tặng Yến cho. Ví dụ như là mua 10 chiếc thì tặng 1 ký Yến chẳng hạn á. Tết đi. Cần gọi em nha. Đừng bỏ qua em nha. Giờ biết chỗ mua rồi mà. Ăn bánh tráng ngon lắm anh ạ. Anh mà cuốn bánh tráng nó không ngấy. Cái này Diễm thích ăn vậy hơn nè. Cuốn bánh tráng chấm với lại nước mắm chua ngọt nha. Ăn thử mắm nêm. Ngon đúng không? Giòn đụm luôn. À vậy hả? Phải chấm muối hả? Muối đó là xíu để chấm mắm. Mình sẽ làm một cuốn để cho anh Dũng thử. Món này ngon quá à. Món này lần trước là mình tới đây mình cũng gọi nè. Có xương không? Cái sớ thịt của nó cũng nhiều lắm nè. Anh này em phải lấy thêm cả cái da nữa. Nó mới nhán em rộp ngon. Buổi sáng này là chị phải ngồi coi lại video hôm bữa để coi có trùng món hay không ấy. Trời ơi, món thấy là cẩn thận chưa? Đúng là chủ tịch bao giờ tư duy khác. Dân thường chỗ đấy. Sáng nay khi mà mình đăng clip lên đó, mình thấy chị Sương comment là ước gì anh Hải xuống Biên Hòa, là ngay lập tức là mình đã hỏi là anh Hải là mình trong ngày hôm nay mình có thể xuống gặp chị Sương được không, để mình thực hiện hóa, gọi là hiện thực hóa cái lời ước của chị Sương các bạn. Ước là có liền luôn anh. Ước cầu được ước thấy. Cái này là Sương chưa thả lòng đèn để làm điều ước đó nha, chị mới là ước qua nhá thử. Rồi bây giờ sau khi clip này lên này, chị Sương phải comment vào một câu là mình gợi ý trước cho chị Sương là ước gì clip này lên Sương bán được 100 chiếc xe tải. Chỉ cần mong là một chiếc là được rồi. Nếu mà khán giả của kênh Phạm Dũng mà mua xe tải của Sương là kiểu gì cũng được tặng Yến nhá anh em nhá. Đúng không em? Đúng rồi. Tặng một ký đúng không? Là thêm thì chưa có biết. Nếu mà tặng Yến thì chắc phải là xe 4 chân chị Sương nhỉ. Còn xe bình thường mà tặng Yến chắc là lõm luôn. Lõm luôn. Với lại mà Yến của nhà Diễm nha, ăn rất là không phải nhặt gì hết trơn, rồi là chỉ có bỏ vào nấu ăn thôi. Mà nó không bị tơi chị Sương ha. Bình thường mình có hồi xưa khi mà Diễm chưa bán yến thì em có mua yến mà trưng lên thì nó hay nhão nhão ra ấy. Thì cái yến này là nó không có bị như vậy các bạn. Sợi nó còn nguyên. Nhão đây nó sẽ có hai loại, cho Diễm phân tích một xíu là có nghĩa là đôi khi là yến nếu mà phần bụng, trong cái phần bụng nó nhiều á thì nó sẽ nở lên và nó vụn. Còn mình là chuyên về hàng sợi, giữ cái sợi của cái tổ lại, cho nên các bạn ăn các bạn sẽ thấy sợi rất là rõ luôn. Còn đây mình vì ấy anh mình có cuốn sẵn cho anh Dũng một cái này. Anh Dũng cuốn cho mình nè. Chấm với nước mắm nha. Ủa cá nó ngon lắm nha. Nước mắm ngon hơn. Và Dũng cầm cho mình luôn nè. Giữ khi nào mình ăn xong cái cuốn này thôi nha. Mời các bạn nha. Nhưng mà nó là ngon, chấm nước mắm ngon. Thực ra là em nghĩ là năm anh em mình kêu con cá này ra là đủ rồi đó. Nhậu chiều luôn. Nhậu chiều luôn hả? Ừ. Tại vì ở đây ngon cho nên là mình ăn rất là tích cực. Ngon ha. Vừa miệng thấy ha. Món nào cũng ngon. Dạ. Đặc biệt là cái da cá nó giòn nhưng mà nó không bị cứng nha. Dạ. Giòn tan luôn. Thái thử ha. Thì cá mềm ngọt. Chấm nước mắm mà ngon lắm ạ. Chị thích ăn cuốn bánh tráng hơn Thái ạ. Chị thấy rau bánh tráng nó không? Nó có giòn thơm á. Đúng rồi. Nó đỡ ngán lắm. Nhưng mà em khoái cái vảy đó, nó giòn giòn. Đây, hồi nãy là mới có nửa con thôi nha. Mình vẫn còn nửa con bên này nè nè. Sơn đang ăn. Quá đẹp. Thấy da chưa? Bên này là không có rưới mỡ hành. Trời ơi, có cái sớ thịt nè. Ngon nha. Mình sẽ cuộn cho Linh một cuộn nha. Linh sướng không? Được mọi người lo cho tôi nghe không? Linh nhìn chưa có người yêu nữa mà. Linh nhà ở đâu em? Dạ em ở bên Hà luôn. À ở đây luôn à? Dạ. Linh có người yêu chưa? Thế chưa. À vậy là anh Dũng nói thật hả? Anh Linh mới 22 tuổi à? 22 đó chị. Là trợ lý cánh tay đắc lực của chị Sương. Đâu phải sau anh Hiếu. Sao anh Hiếu? Đấy em phải cố gắng lên cánh tay đắc lực đi. Đây đang là tay trái đúng không? Cố lên tay phải đi.
nhiều lúc chị Sương không cho em được tiền bạc gì hết, nhưng mà chị Sương cho em được những cái kinh nghiệm sống, những cái gì mà chị Sương vấp rồi té rất đùng đục rồi thì chị Sương sẽ cho em cái đó thôi, chứ còn nói mà cho tiền bạc thì chắc là không được nhiều, đúng không? Cái mà, kinh nghiệm là còn quý hơn tiền đấy chị ạ. Cái mà kinh nghiệm em Thái thường nói á là kinh nghiệm luôn trả bằng tiền mặt, nhưng tiền mình có thể kiếm lại được, nhưng mà thời gian không bao giờ kiếm lại được. Mình rút ngắn thời gian bằng kinh nghiệm của người khác. Nhưng mà không phải là dễ mà người ta truyền kinh nghiệm cho mình các bạn. Đúng vậy. Anh ơi, chị em mời cà phê nha. Anh truyền kinh nghiệm đi. Anh Hải ơi, khi anh uống cà phê bên đó xong rồi mai cho em hẹn anh mai uống cà phê chia kinh nghiệm với em luôn. Hay quá. Để tụi em đỡ tốn tiền. Đỡ tốn tiền và đỡ tốn thời gian này các đúng bạn rồi. Ôi, bây anh giờ sorry, anh hóng cái nồi kia lắm. Em hai mình chị luôn á. Rồi dẹp cái này đi, bê cái nồi kia ra đây. Bê qua đúng không, đem bê cho. Nóng anh. Tại vì cái nồi này mình cố gắng để nó cuối cùng. Tại vì thứ nhất là nó ngon và thứ hai là nó giữ được nhiệt đấy nhỉ. Mình ăn cuối cùng nó vẫn không bị nguội. Ây da, rồi đưa đường qua đây chị. Đường qua đây. Ok. Rồi. Đưa anh con này con gì? Con này con con này con công. Công đúng không? Xài hết. Con gà. Con gà, tại vì trong cái nồi này là con gà. À hay quá. Để thử xem là tới bây giờ thì nó còn nóng không nha các bạn. Nóng. Sờ này sờ. Wow. Nóng. Ấm ấm các bạn. Mình nghĩ là bọc cái bạc hết nhưng mà bọc cái nắp thôi. Nhưng mà cái này là nguyên con. À. Thì gà ủ muối. Gà ủ muối. Hôm bữa Diệm nói với chị Sơn là Diệm thích để con gà, muốn biết con gà vậy là Diệm sẽ. Nên nay chị đặt cái con gà nó nguyên cơm. Bây giờ mình sẽ lấy ra để xé ha. Em lấy ra xé nha. Trong khi chờ phân Diệm lấy gà ra thì mình làm gì cơm cháy. Cơm cháy thì mọi người mang từ lúc đầu các bạn ạ. Thật ra là giờ nó hơi ỉu rồi. Chấm mẹ là kho quẹt. Ăn trong kho quẹt đi, em ăn thịt gà. Ôi, cơm cháy thịt gà. Thịt gà ngon lắm. Cơm cháy thịt gà mà với đậu rồng nữa kìa anh Hải, là ngon luôn. Rồng đã tan hết rồi. Đã chưa? Kho quẹt ngon đấy. Ở đây là kho quẹt tóp mỡ. Đây này. Tóp mỡ. Tóp mỡ này là ăn nó thơm. Nhỏ nhưng mà ngon. Nhưng mà không, em ăn nha. Không, em ăn chứ. Mình đang ngó cái đùi ở đâu. Đây, em đang định hỏi là em đang định hỏi xem là anh thử xem gà trong miền Nam so với gà ở Tây Bắc thì sẽ như thế nào. Chắc là không bằng gà Tây Bắc. Rồi, cảm ơn em. Đây đây đây. Mời anh em nha. Thơm mà, xé cái miếng gà rất là thơm luôn. Thơm, ngon. Rất là nhiều đồ gia vị ở trong này luôn nha. Cái này. Xả này nhiều lắm. Mà gà này chắc chín bằng muối nè. Bằng muối chứ không phải bằng sức nóng của muối. Đúng rồi. Ở trong này nhiều thảo dược không? Dạ em cảm ơn. Đồ mới không? Con gà này là rất là thơm. Dạ đúng kiểu gà ta luôn á. Gà ta thả vườn. Cái này các bạn coi cái số thịt này. Nè em ơi. Gà này nó không bị bở. Mày chắc không bằng gà đen anh ha? Dẹp đúng chất là đen luôn ha. Gà mỗi gà có một loại ngon riêng hơn. Mà đi đâu đi vẫn không bằng gà đen ở Tây Bắc. Có gà nó đen thui mà nó ngon nhỉ. Gà đen thui. Gà đó là gọi là gà đá anh. Gà đen. Gà đen. Ở trong mình hình như hay gọi là gà ác á chị ạ. Đúng rồi, gà ác á. Đây, miếng này sẽ dành bây giờ mình mở một quán trong Sài Gòn đặt tên là gà ác đen. Đây, cho anh Dũng miếng này nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Đó. Đây. Đây là da. Điều diễn tâm lý với anh Dũng lúc nào thích ăn da. Đúng rồi. Để ăn da gà các bạn, nhưng mà phải da gà ta nha. Còn da gà công nghiệp thì nó bở mà nó không có thơm. Không ăn khôn hết vậy. Mời các bạn nha. Lâu lâu được châm miếng này là đủ sức khỏe để cầm cái máy quay gần chục ký các bạn. Tại vì mình cầm càng lâu nó càng nặng hơn. Cơ tay nó mà. Đúng rồi. Tất cả vì chất lượng 4K hướng đến tất cả mọi người nên làm hy vọng mọi người xem ủng hộ anh em mình nhớ đừng bỏ qua quảng cáo anh em nhé. Mấy nay em coi kênh của anh Dũng là lên 4K luôn rồi đó. Đúng rồi. Còn kênh em mới 10880 anh. Em làm sao để kiếm được nhiều tiền lên 4K. Em ngoan này cái gì cũng có. Mà có thịt gà nó thơm thơm mà nó còn hơi mặn mặn một chút ở trong cái vị thịt nữa. Muối, có muối liên quan đến muối. Ngon.
ngon. Mí thứ hai nữa thì mới thấm được. Nó vừa thơm thả, thơm lá chanh nữa. Nhưng mà gà ngon, gà cái gà này là gà ta này. Nó không quá dai nha. Nhưng mà ngọt thịt, thơm. Thịt ngọt thơm, nó thơm cái mùi lá chanh này, thơm mùi xả này. Hơi mặn mặn một chút của cái vị muối hột nữa. Gà này giống gà của LA á. Long An à? Los Angeles. Giống. Gà mà dai quá thì cũng không ngon nha các bạn. Nếu mà nó dai quá thì mình phải làm sao cho nó mềm mềm vừa ăn á thì mới ngon. Em ơi, em thử hỏi về LA xem là bao giờ có lễ hội ẩm thực các thứ nhá. Long An quê em anh. Dạ. Để anh em mình đi quay chia sẻ với các bạn. Giới thiệu Long An luôn anh ha. Long An quê em nhiều cảnh đẹp lắm. Dạ. Người Long An thì anh biết rồi đó. Nhìn em là anh biết. Thân thiện luôn ha. Dạ. Anh hỏi bây giờ chị Diễm đang làm chưa? Anh chưa. Chưa. Em cũng chưa luôn á. Mấy lần mà Diễm mà về hay mướp hay cà là nhìn thấy thích ha, hay dừa đó. Diễm mà không dám cho anh về, sợ anh về anh bế mất con chăn. Thôi em không dám, anh bế đi. Bé Na, bé Na con pet này. Anh bế đi đi. Nhà Diễm bây giờ có cỡ chục bé Na như vậy anh hả? Bé Na nó khoảng bao nhiêu? Nhưng mà đang còn nhỏ nhỏ thôi, bé Na lớn thì hơn 80 cân. Con to nhất của nhà em là khoảng gần 100, 100 kg. Bây giờ luôn á chị Diễm. Bây giờ thì khoảng 50 thôi em, với lại là một đàn chăn con. Thế là nuôi là kiểu để trong nhà rồi này kia. Mình nghe thấy đàn chăn con rồi đấy. Mình mà về là mình bế một con đi làm pet nữa. Nhưng mà nếu mà anh Hải nuôi nha thì lứa sau em sẽ nói cho em tặng anh nguyên đàn luôn. Nguyên đàn này lấy đâu gà cho nó ăn? Anh nó ăn hết anh lấy gà đen anh Hải. Nó ăn hết gà đen của mình à? Nhưng mà nếu mà anh nuôi thì em gửi chăn nó đẻ trứng ha. Đẻ trứng chị. Đẻ cái trứng to đùng luôn á. Còn gì đây? À vậy hả? Ủa chăn đẻ trứng vậy cứ con rắn nó đẻ gì? Cũng trứng. Cũng trứng luôn em. Trứng rồi ấp ra. Cho nó. Này, mai mốt mình có ăn nhầm trứng gà, trứng rắn không trời? Không có, trứng rắn nhỏ xíu à. Sao mà nhầm được Thái? Mày dễ ăn được trứng rắn á. À, trứng rắn là nó bé thôi nhưng mà dẻo dẻo ngon lắm. Mà hôm nay anh Hải sau khi thưởng thức tất cả những món đại tiệc ẩm thực miền Tây ở quán Ao Sen Chú Sang thì anh Hải cảm thấy món nào là ấn tượng nhất anh Hải? Thực ra là tất cả các món đây mỗi món có một vị riêng. Đối với mình hợp khẩu vị nhất với đối với anh đó chính là món cá chép om dưa. Rất là ngon, mình ăn rất là nhiều. Kiểu cái hương vị nó thân thuộc ấy, ở phía Tây Bắc. Nhưng mà với em nha, ngày hôm nay mà gọi là đi tới đây ăn mà để lần sau mình tới và mình nhất quyết mình sẽ gọi trở lại là sẽ có 3 món. Một là cái con gà trong nồi này nè, là Diễm rất là thích nè. Cái thứ hai nữa là cá om dưa. Và cái thứ ba nữa là cá tay tượng cuốn bánh tráng. Đó là 3 món mà Diễm lần sau quay trở lại Diễm nhất định sẽ gọi. Hai cá một gà. Hai cá một gà nè. Thế còn em Sương, em thấy món nào em Sương thì Sương thì cái món nào Sương cũng thấy ngon. Riêng với Sương như vậy nhưng mà thường thường là Sương hay ăn ở đây là cái cá chép om dưa đó. Nó rất là đậm đà. Còn gà thì hình như mình nấu ra thì nó cũng tự như vậy. Ở nhà nấu nên ở nhà nấu. Đó là cảm nhận về món ăn nhưng mà đối với chị Sương cảm nhận như nào về cái lần chạm mặt đầu tiên với anh Hải như nào? Cái này khó quá. Bỏ qua được không? Mặt đỏ từ nãy giờ là đỏ là đấy, vừa hỏi xong lại đỏ tiếp rồi. Đỏ tiếp. Đỏ không lên. Giờ phải hỏi. Thế thì phải gặp nhiều lần nữa thì mới bớt đỏ được tại vì phải chia sẻ thật lòng mà mình nghĩ là chắc là chị Sương lần đầu gặp anh Hải còn ngại á. Nên là cứ hỏi tới anh Hải là đỏ mặt. Còn bà Thái thì cảm nhận như nào bà Thái? Hôm nay bữa ăn của chị Sương rất là tuyệt vời, rất là ok. Giống em cũng giống như mọi người thôi, thích nhất là cá chép om rưa. Rồi thứ hai nữa, tại vì Thái có con nhỏ, nếu như có một lần trở lại nơi đây thì Thái sẽ gọi món ở trong trái dừa chị. À có một tí là quên mất món đó, rất là ngon. Cái vị của cái món bò Hóa Diệm Sơn là cực kỳ hợp với chị em và trẻ con luôn. Nó béo béo nhìn ngon. Nhưng mà lần sau là chắc em sẽ cái đầu bếp là bỏ ít răng đi để ăn chúng như miếng của anh Dũng nữa thì Đúng rồi. Cắm cái răng vào đấy đúng không? Một số miếng nó hơi dai nhưng mà cái vị của nó rất là béo ngọt thơm luôn. Thì hy vọng là với cái lần gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay của anh Hải và chị Sương thì trong những lần tới thì hai anh chị sẽ có thời gian để gặp nhau nhiều hơn. Nhưng mà gặp cả team nha, chứ không phải gặp riêng nha. Nếu mà có mua xe này kia thì được phép gặp riêng mà. Sắp tới là anh Hải và bạn Diễm là có kết hợp mở cửa hàng ở Sài Gòn. Nên là hy vọng là bạn Diễm sẽ tiến tới một cái mức nào đó mà mua xe tải chở hàng từ Lào Cai vào Sài Gòn chở luôn. Chở cho các bếp từ ngoài Tây Bắc vào trong Nam. Mình khỏi cần phải thuê đơn vị vận chuyển khác nữa. Đúng rồi. Phải tài xế anh ơi. Mỗi thùng hàng gửi vào đúng là rồi. Chi phí vận chuyển rất là nhiều các bạn. Anh Hải với Diễm biết sao không? Mặt tiền của nhà Sơn tuy là nó nhỏ nhưng mà cái văn phòng của Sơn rất là lớn. Tức là Sơn bỏ trống nguyên cả cái nhà ở trên luôn á. Cái lầu ở trên là nó có 4 phòng, 5 phòng lớn.
tức là cỡ chắc cũng phải mấy trăm mét vuông. Sau này anh Hải cũng có vận chuyển bao nhiêu mà không có chỗ để em cho để nhờ. Làm kho, làm kho. Cho quán bếp. Ok, uy tín luôn. Để biết đâu lại phân phối cả Biên Hòa luôn đúng không Linh? Đúng rồi, ok luôn. Mình chỉ mong là Tết này là sẽ nhận được một hợp đồng từ chị Sương các bạn ơi. Bảo là Diễm ơi, chị nhập bao nhiêu đó yến để Tết tặng cho các đối tác. Tại vì khách mua xe nhiều quá. Chị ơi, chị nhận rồi em nghĩ là chị có đủ yến bán hay không nữa nha. Đúng rồi, không đủ yến. Tại vì lúc nào alo là cũng hết yến ở nhà. Bây giờ cũng đang hết hàng nữa. Yến thì ít nhưng mà châu các bếp thì nhiều các bạn ạ. Nên là các bạn trong thời gian tới mà yêu quý anh em mình ấy, thì cứ ủng hộ những sản phẩm của bạn Diễm này, chị Sương này, anh Hải Sapa TV đang bán. Còn bạn Thái thì hy vọng là trong những ngày sắp tới sẽ kênh sẽ đạt 100.000 sub nha. Kênh Thái Nhà Biển các bạn ạ. Dạ. Tới bây giờ thì anh em mình sẽ kết thúc clip ở đây để anh em mình trò chuyện. Cheers. Và ăn uống thêm một chút nữa. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo mình nha. Bye bye. Bye bye.